Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị thân mến, Giải mã tình yêu là một chương trình truyền hình thực tế kết hợp với talk show mà chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các cô gái xinh đẹp. Họ sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị để mà chia sẻ với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón chính cô gái độc thân và chị dễ của chúng ta. Và từ những câu chuyện của họ thì sẽ có những chàng trai họ sẽ đưa ra những phản biện, và đó chính là GA Nguyễn và VMAX. Thì dĩ nhiên, để tiếp thêm sức mạnh các chàng trai thì chúng ta cũng cần phải có thêm một chàng soái ca rất là xinh đẹp và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Và ngày hôm nay đó chính là Hoàng Rapper. Xin chào. Xin chào đàn trai, xin chào đàn gái. Wow. Xin chào MC đám cưới. Trời ơi, cái gì đâu mà xinh wow. đẹp với soái ca gì, sao xài tính từ gì sai quá, sai luôn à. Em nhớ là em nâng anh lên mà sao anh ra nói em xin đám cưới cái là em thấy kỳ luôn á anh Bên. Kỳ quá. Thấy nghề đó hot lắm à. Không, em không có nhu cầu. Em làm rep phụ cho hai đứa chia tay rồi anh. Anh của em là rep phụ làm sao đám cưới của anh không? Phong thủy tốt hả? Đó, cậu câu đó thôi là hết luôn là mời đám cưới rồi. Tôi rất là vui mừng khi mà chào đón anh Hoàng Rapper trở lại với nhìn về mã tình yêu. Không biết là trong những ngày tháng vừa qua cuộc sống anh như thế nào, gia đình anh ra sao? Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào? Dạ, cũng theo một cái quỹ đạo chung rồi, khi mà cả hai em bé cùng sống chung một mái nhà. Yeah. Và cứ mỗi 12 giờ đêm, 2 giờ đêm, 4 sáng là thay tã pha sữa cho con đều đặn. Wow. Riết rồi hai mắt em muốn lòi ngoài rồi. Chẳng có tay về người đàn ông gia đình đi à. Cảm ơn anh quay lại với dạng anh tình yêu ạ. Ngày hôm nay sẽ là một cái câu chuyện. Ngày hôm nay là phải nhờ lực lượng mày Âu nhá. Bởi vì ngày hôm nay là một cái chủ đề mà thường là cánh mày râu rất dễ bị. Trời, đó chính là ba cái miệng à. Gia trưởng trong tình yêu có chấp nhận được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Không được mặc áo cổ rộng, mặc váy phải qua đầu gối. Cái đúng mà. Hey man, phụ nữ hiện đại không cần thiết quá như vậy. Nhìn em là một con người rất là hiện đại, rất là tân tiến, tân thời mà em nói như vậy. Vì anh bây giờ mà quấy qua đầu gối quẩn là hiện đại. Mà em thấy em thấy như vậy là phải như vậy hả? Có cái chữ không được. Em hãy nhìn lại ngữ pháp của không câu được, đi. Không áo được, áo cổ rộng mặc váy phải qua đầu gối nha. Qua đầu gối. Okay, anh đồng ý với em, vô ta bắt tay cái này. Anh em sẽ bắt bạn gái mặc áo sai luôn. Xin hỏi câu chuyện của ông nội cổ hủ ghê trời. Cổ hủ anh đang bảo vệ bạn gái mình thôi. Rồi bây giờ mình từ từ mình lắng nghe nè. Dạ em, chị Mai Phương, em mời chị một người con gái đang mặc áo cổ rất rộng. Đã chia tay rồi mặc đồ cổ rộng. Đây là câu chuyện của Phương. Nói đúng ra thì chính xác luôn á, là không phải là không được mặc áo cổ rộng, mà chỉ được mặc áo cổ tròn, không mặc áo sơ mi luôn. Không sơ mi luôn. Sơ mi là phải cài cái lên đây nè, chứ còn sơ mi mà hở đi là cũng không được nữa. Phải áo thun cổ tròn, kiểu như vậy đó. Nói là không được mặc váy qua đầu gối, nhưng mà chủ yếu là mặc quần jean thôi. Chứ không được, cũng ít mặc váy lắm. Không được mặc váy luôn. Đến là không phải không được mặc váy, nhưng mà thấy mệt quá thôi mặc quần jean luôn cho nó gọn. Nói chung là có những cái không phải là cấm, nhưng mà cái cách nói là không thích. Đừng có mặc, không thích mặc áo sơ mi, mặc áo thun cổ tròn vậy được rồi. Đừng có mặc đá sơ mi không được, rồi nghĩ gì đến là đầu tôi là thấy là không được mặc cổ rộng luôn rồi, là không có đề xuất luôn. Rồi thậm chí rằng là ảnh khó đến mức độ rằng là Phương mà đi quay xa, ảnh sẽ không được ngủ. Cái này hơi sai anh. Không, cái này chị Phương có chia sẻ rồi, hình như nếu mà chị ngủ rồi sợ bị ta làm gì chị, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi đợi quay thì tại vì thật ra là mình học cả ngày xong mình tranh thủ mình đi quay rất là buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mà không cho ngủ. Nói, gọi điện, đang làm gì vậy, ngủ hả? Không, đâu ngủ đâu. Không có được ngủ nha, rồi đi ăn, không được ăn. Không được đi ăn chung với mọi người trong đoàn, kiểu như vậy lúc nào cũng sợ. Tức là cấm đủ thứ hết. Và đôi khi có những cái lúc mà nó khó tới mức độ mình đi ăn với nhau mà ăn nhanh quá cũng không được. Mà ăn chậm quá cũng không được. Trời ơi, nó mệt quá, tôi mệt. Ủa là sao đang dạy con vậy? Và ăn mà nghe tiếng động quá chấp miệng là cũng không thích. Kiểu như vậy rồi. Nó phải nề nếp. Là đâu đó rõ ràng là điện thoại nên để túi quần trái. Chìa khóa để túi quần phải. Nói sao gì mệt, muốn để đâu để. Tại vì nhưng mà sau đó cái đúng là tại chạy xe tay ga đó thì để túi quần trái thì nó vẫn tốt, và lập cho mình một cái lập trình như vậy luôn. Tức là ảnh lúc nào cũng vậy đó.
đó là những cái ít ít rồi đó, còn nhiều cái khác nữa. Ủa nhưng mà Lê Phương đã phải gồng gánh chịu đựng bao nhiêu lâu? Gồng gánh chịu đựng hả? Em đâu có gồng gánh đâu. Thật ra em thấy một người đàn ông mà gia trưởng một chút như vậy thì nó cũng oai phong lẫm liệt lắm, hấp dẫn nha chị ha. Mình chuyển người đi chứ bây giờ không có một cái bạn nữ chủ tọa giúp cho tôi hiểu thêm một chút xíu được không? Mà tâm lý các bạn nữ như thế nào, cuối cùng là có thích đàn ông gia trưởng hay không? Vẫn thích một chút để mình có cảm giác là người đó kiểu yêu mình đó, kiểu quan tâm mình, là em đừng có đi ăn với nhiều người, tại sợ ở đó có con trai thì mình sẽ có cảm giác người đó sợ mất mình. Vẫn thích có như vậy, nhưng mà cái kiểu của chị Phương là, của chị Mai Phương là em không thích, tại cái đó là nó quá đáng luôn. Thật ra là Phương nghĩ vậy nè, là nó cũng có cái này bù qua cái kia, nhưng mà ý Phương là thật ra một người đàn ông á mà nó có uy với một người phụ nữ á thì nó cũng có những cái điểm hay lắm, nhưng mà thật ra những cái mà ảnh chỉ Phương và hướng dẫn Phương thì đúng là đến bây giờ Phương vẫn giữ cái thói quen đó luôn. Tức là Phương thấy nó là một cái hay. Ly, anh thấy em cười dữ vậy Ly. Tại vì em thật ra là em con gái thì ai cũng thích là mặc kiểu váy ngắn lại khoe chân này, thì tất nhiên là em cũng có một thời mặc như thế, thì tất nhiên là cũng sẽ có những người bạn trai là không thích em mặc những cái váy quá ngắn hay là cổ quá là trễ. Mặc đồ nào đấy, đi về thay đồ kiểu thế. Nhưng mà một là em sẽ xem là lúc đấy là có đúng là em mặc có hơi quá không, thì để em xem xét lại. Còn nếu như mà nó không chưa quá lắm mà đã nói thì em sẽ mặc kệ. Em kệ mà em cứ chơi. Ghét em không mặc luôn, em đi là được luôn. Sợ gì? Từ từ khoan, hãy phân tích, hãy nghe thêm nhiều câu chuyện nữa để có thêm những cái điều mới lạ, những cái chi tiết nào để mà coi là cái chuyện gia trưởng nó được chấp nhận hay không nhá. Rồi, câu chuyện thứ hai. Đi chơi với bạn phải có anh đi cùng. Đúng rồi. Cái gì? Ủa, cái gì vậy? Hôm qua hôm kia em ngồi chơi mình không muốn đi. Lỡ như bạn giới đi luôn sao anh? Bạn mà. Ủa ai biết được thì đường mấy chuyện bây giờ em phải nghe câu chuyện cái đã. Lỡ tiên với bạn gái không coi làm sao? Kệ lỗi em. Câu chuyện này của ai đó? Bạn gì? Xin chào mọi người, đây là câu chuyện của My Xoa. Là hôm đó là đi chơi với bạn, tức là đi cùng với nhanh kêu xong. Xong rồi mới là đi chơi, nhắn bạn nói là thôi anh đi, bạn anh đi. Xong rồi là hồi em đi bạn của em. Anh cũng hầm. Không nói không năng gì hết. Cái xong cái cũng chở đến chỗ chơi nhóm bạn kia, xong ảnh đi qua bên kia. Xong rồi sau đó ảnh quay lại ảnh đón. Ảnh đón em mà trời, gọi giống như là ảnh bực mình, xong rồi ảnh khó chịu, ảnh thở hắt ra đủ kiểu hết trơn á. Nhưng mà cái lúc đó xong em mới thấy rằng là không, này là miêu tả cho thêm sinh động thôi. Em cứ kể tiếp đi. Thì á, cái lúc đó là anh nói anh không thích đi chơi, cái không thích em đi chơi với nhóm bạn giống vậy, khi mà anh đã rủ em đi chơi với ảnh rồi mà em đi riêng vậy anh bị khó chịu. Cái lúc đó em mới thấy là trời ơi, cả cuộc đời em mới gặp được cái người mà khó tính vậy luôn á. Sao em thấy rất là thích luôn, mà bản thân em thì em rất là thích những cái người nào mà đặt cho em một cái sự kiểm soát. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em đi kèo trên đè kèo dưới đi. Tại vì á, phụ nữ con gái là rất là thích có những người giống như em với chị Mai Phương, là thích cái chuyện là được thuộc về người ta và được người ta kiểm soát. Thôi nhưng mà anh hỏi là phân tích cái câu chuyện của em sâu hơn chút xíu, là trước khi mà em đi với bạn của em có nói cho người ta biết trước không, hay là tới lúc đây mới nói? Em cũng không nhớ lắm, hình như là tới lúc đó mới nói hay sao á. Tại vì người ta nói điên là đúng rồi. Mà không biết đâu, điên đi với bạn thôi mà. Cái gì phải nói trước với nhau rồi tới lúc đó mình nói chắc chắn là nó điên chuyện. Trời ơi mấy ông chị thấy sao chị? Bản chất của những người đàn ông hay những cậu con trai ấy, thì thường thường là cái tính của họ rất là vô tư. Nên là nếu mà họ càng để tâm thì chứng tỏ cái tình yêu của họ lúc đó vẫn còn rất là nồng nàn và họ đang rất là yêu thương mình đó. Tại vì bản chất là vô tư mà, nên là khi qua cái giai đoạn nồng nhiệt họ sẽ từ từ họ lơi mình ra. Mới yêu thì dữ lắm. Mới yêu thì dữ, nhưng mà anh đi chung với em. Còn bây giờ hả, yêu đúng xong rồi đã rồi. 3 tháng 1 năm là sẽ trở về trật tự hết. Nhưng mà với cái giai đoạn đầu tiên đó, cái giai đoạn mà đàn ông họ cho mình cái quyền là được kiểm soát của người yêu bé nhỏ của mình á, thì chị nghĩ là một người phụ nữ cái cảm giác nó cũng rất là vui. Nó rất là thú vị. Tại vì mình dù cá tính như thế nào thì mình vẫn muốn là một cái cô gái nhỏ ở trong cái vòng tay của người đàn ông của mình. Nhưng nó phải có mức độ.
tức là mọi chuyện nó tùy thuộc vào mức độ chấp nhận được hay là không. Ví dụ như là cái chuyện mà mặc đồ hở hang là chị thấy hợp lý, tại vì ủa giờ mình có bạn trai mà mình mặc đồ hở hang ra đường mình cũng không có lý do, tại vì mình đã có bạn trai rồi, nhưng nên là mình không có còn nhu cầu mình thả thính ai nữa, chính xác là như vậy, nên là mình mặc đồ style khác. Dù khi gì cũng mà... có người nào đó ngắm mình rồi đúng không? Đúng rồi. Hoặc là khi có bạn trai thì mình chỉ mặc cái lúc cần mặc thôi, chứ không kể là những cái lúc đi ra đường. Nhưng những cái chuyện thí dụ như là không có được đi chơi với bạn này, không có được đi chơi với người kia, thì cái đó nó hơi bị va chạm vào quyền riêng tư. Bởi vì mỗi người còn có công việc, còn có mối quan hệ xã hội, nên là can thiệp quá sâu vào những cái công việc và mối quan hệ xã hội của bạn gái thì nó hơi quá đáng một chút xíu. Thì chị nghĩ rằng vấn đề này nếu mà hai người yêu nhau á, nói chuyện thì mình vẫn có thể bàn bạc và thống nhất được. Chị ấy, anh thấy là hồi nãy giờ em có rất là nhiều cái bức xúc. Cảm thấy như thế không nào? Thì đúng rồi, tại vì cái chuyện mà mặc đồ sexy thì đối với em thì khi nào đi với em thì mới được quyền mặc vậy thôi, còn đi một mình thì không nên mặc như đâu, em không thích đâu. Nhưng mà đi em ác lắm đó chị ơi. Hả? Mặc em đang ác. Em sự căng thẳng mà tức mà thở đều. Em thở đều. Em không thích. Em không thích đâu. Mà em đang căng lắm. Sao Bi, em thì như thế nào? Em có bao giờ mà để cho bạn gái em đi thoải mái coi như là xả cản luôn không? Không có đâu, trời nghe xả cản nghe. Ra tới mình đã chạy tôi muốn đi đâu. Cái cản rộng mình nó xa không, em không để cho bạn gái mình đi quá xa đâu, mình phải quản lý được một chút xíu gì đó thôi. Phải biết chứ, nhiều khi phải biết chứ. Thế thì các bạn nữ có bao giờ cho các bạn trai của mình là đi với lại bạn bè một cách thoải mái mà không cần phải quan tâm gì không? Không phải quan tâm chứ. Đi vẫn quan tâm nhưng mà đi với con trai được, còn đi với con gái thì tùy. Ta thấy chưa? Thì nó cũng coi như là cũng cả hai phía đều như vậy. Quề. Ủa nhưng mà cái đó đâu có được đánh giá là gia trưởng của phụ nữ đâu. Cái chuyện đó là chuyện ghen thôi mà, đâu có giống nhau đâu Bảo. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên nếu tự nhiên đẹp. Gái có quyền. Rồi ok, câu chuyện thứ ba. Em đi đâu, làm gì, anh ấy biết hết. Ồ, này căng nè. Này giống như stalker sao giỏi vậy ta. Đây là không phải là câu chuyện của Nhã mà là của một người bạn của Nhã, là một cô em. Thì tại vì cái hôm đó là Nhã cổ kêu là buồn quá, hẹn chị Nhã ra ngoài cà phê ngồi nói chuyện, thì lúc đó cổ mới kể về cái câu chuyện là anh bạn trai này, cổ bảo là em chia tay rồi, em buồn lắm chị ơi, em buồn lắm tại vì anh thương em lắm, anh cưng em lắm, anh chăm sóc em kỹ càng lắm. Ồ thế tại sao em chia tay? Là tại vì anh ấy kiểm soát em dữ quá. Tức là bởi vì người ta chăm sóc và thương yêu mình nhiều quá, cho nên là nó chuyển sang một cái hướng khác là kiểm soát. Và cái đỉnh điểm mà cái cô bé đó cổ không chịu đựng được nữa, đó là cái hôm đó cổ đi chơi mà cổ quên báo với cái anh này. Thế là không biết là ảnh theo dõi hay là ảnh tình cờ ảnh đi ngang qua đó anh thấy nữa. Thì ngày hôm sau anh hỏi là ngày hôm qua em đi đâu đó, em đi chơi với những bạn đó đúng không, giờ đó ở đó đúng không. Cái cô này kiểu như là kiểu tại sao mình đi đâu làm cái gì mình chơi với ai anh cũng biết rồi, ảnh luôn luôn kiểm soát mình là mình không được chơi với người này, phải chơi với người kia, không được như thế này, không được như thế nọ. Và cái đỉnh điểm lần đó là cổ cảm thấy là cổ bị kiểm soát dữ quá, xong cổ nói là chia tay. Và cổ đòi chia tay luôn, nhưng mà cổ chia tay, nhưng mà ngày hôm sau cổ về thì cổ khóc, cổ buồn dữ lắm, tại cổ tiếc lắm, tại vì đó là cái người chăm sóc cổ rất là cẩn thận. Thì cổ không biết là cái việc mà cổ chia tay như vậy thì có sai hay không. Nhã thấy sao khi mà bạn Nhã kể câu chuyện đó cho Nhã nghe? Thì cổ cũng có hỏi với Nhã vậy. Em vẫn thương ảnh lắm nhưng mà em cảm thấy em bị kiểm soát quá. Thì Nhã nói là thật ra thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái trái tim của em muốn như vậy hay không. Còn nếu em cảm thấy cái chuyện đó là quá sức chịu đựng của em, và tình yêu không bao giờ có chữ chịu đựng nha. Nó chỉ có sự chấp nhận thôi chứ không có chịu đựng. Còn nếu em cảm thấy em phải chịu đựng thì em nên suy nghĩ lại. Ai da, cái này thì giống như cái chuyện mà nãy chị Phương có chia sẻ ha. Cái kiểu mà giống như là đi đâu cũng phải nói cho biết làm gì, rồi đi với ai nọ. Nhưng mà từ đó nó có một cái điểm tốt là lỡ như mình thật sự bị cái gì thì người ta biết kiếm mình đúng ở đâu. Đúng rồi. Đúng không? Các bạn nữ thấy như thế nào về cái chuyện đó Tú? Cái việc mà sự công bằng và sự tin tưởng giữa hai người rất là quan trọng. Giống như em thì thực ra thì những cái mối quan hệ của em nó không bao giờ nó cái kiểu là ghen tuông quá nhiều hoặc là quá gia trưởng, thì bởi vì em với cái người bạn trai nó rất như hai người bạn thân vậy đó. Đó nên là phải hiểu nhau và phải tin tưởng, thực sự tin tưởng nhau, chứ đừng có cái kiểu mà áp đặt quá mức khiến mình kiểu mình bị ngợp anh. Vậy thì bây giờ mình thử bàn luận đi, thế nào là áp đặt quá mức, mọi người nghĩ thế nào là áp đặt quá mức, anh Bơ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét theo vấn đề về tâm lý và đây là đại đa số mặt bằng chung thôi. Những người áp đặt và luôn kiểm soát như vậy luôn là những người chủ động phản bội.
Bởi vì họ luôn suy nghĩ đối tượng nửa kia mình sẽ có bất cứ một lý do và một cơ hội đó để phản bội ngược lại mình. Họ luôn dè chừng, họ luôn không có niềm tin dành cho người kia. Họ để ánh mắt của mình 24/24 vào người đó. Và thường mình nhìn cuộc sống ra sao, bằng lăng kính màu gì là sẽ thể hiện cái tính cách của mình như vậy. Không, nhưng mặt này không đồng ý lắm. Cái này không đồng ý lắm với anh Bơ là bởi vì nếu lỡ như người đó đã từng bị phản bội trước đây thì sao? Không phải lỡ như từng bị phản bội. Đúng không? Tại vì người đó đã từng bị một người nào đó trước, người ta phản bội mình thì bây giờ người ta mới phải như vậy. Nó sẽ càng khác nữa. Từng bị phản bội nó sẽ dè chừng cái kiểu khác chứ không phải kiểm soát. Thế dè chừng kiểu nào? Nếu như từng là phản bội á, là mình sẽ yêu một cái kiểu khác và thậm chí là ngừng luôn cái việc yêu đó. Mà một khi đã yêu trở lại, nó sẽ có một sự dè chừng dựa trên sự tôn trọng của sự tổn thương, chứ không phải là dựa trên một cái sự cầm tù. Và những người thích chủ động kiểm soát như vậy là tôi đã biết cô ấy đang ở đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một cái hành động khác cùng với cô gái khác. Thí dụ như vậy. Tôi thích rõ hơn cái ý là lý đàn ông khi mà một người nào mà có cái mầm mống mà họ phản bội á, thì họ sẽ kiểu là em đang đi đâu vậy, em đang làm gì vậy, hỏi để biết chứ không phải hỏi để mà gặn hỏi. Cái chuyện ở đây người ta đang nói tới là gặn hỏi em đang đi với ai, em đang làm gì. Chứ còn cái chuyện mà phản bội là cái đó nó được xác định ngay từ đầu. Vui. Chỉ có chuyện bình thường nó khác nhau cái chỗ đó. Đúng không? Chị thấy như thế nào? Chị cũng đang hoang mang. À, thấy như hoang mang quá. Không, Hằng nói vấn đề này có liên quan đến Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm mống. Quang Bảo hả? Đó, Quang Bảo. Đó, Quang Bảo. Bởi vì những người có mầm mống phản bội trong một đại gia đình mà càng về gia trưởng nữa nha, thì họ sẽ càng cảm nghĩ là ôi, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường và họ có quyền như vậy. Và khi họ đã kiểm soát được hết tất cả mọi thứ về nhân lực, về vật chất, về tài chính, về tất cả mọi thứ trong cuộc sống và gia đình, thì họ dễ dàng dẫn đến những cái việc là tan vỡ là đương nhiên vì cái tính gia trưởng này. Đó. Và bên cạnh đó, quản lý được cái thời gian giờ giấc của người kia thì ôi trời ơi, quá dễ hoạt động. Mà thậm chí đó là một cái màn đánh hoa mù các chị thôi. Trời ơi, anh quan tâm mình nè. Anh hỏi ăn cơm chưa, chan canh chưa, rửa chén chưa. Qua là đó một cái động tác giả của họ mà thôi. Vậy là coi như là tôi chỉ mới ở mức 1 thôi. Anh Hoàng tới mức mấy là dạ, tôi quá mù rồi, tôi không hiểu cái vấn đề. Nhưng mà em không biết rằng là trong cái phân tích của anh Hoàng là nó, tất nhiên là nó cũng có những cái trường hợp là người ta lẫn với gia trưởng mấy cái là người ta nằm chủ tình hình để người ta quanh tạc theo ý của người ta. Nhưng mà Phương vẫn nghĩ là không hẳn rằng là một người đàn ông gia trưởng cái kiểu như là hỏi em ăn cơm chưa, em làm gì cho ăn chưa, cái đó không phải là gia trưởng. Cái gia trưởng ở đây là ngay từ đầu đã đặt ra những cái vấn đề đó, cái nguyên tắc, nó gọi là một những cái nguyên tắc đó. Anh không thích em như vậy và chúng ta trên nguyên tắc đó để chúng ta lấy nhau. Còn những trong trường hợp nào mà phạm phải hay như thế nào thì nó là gia trưởng. Còn cái kiểu mà hỏi dò như vậy, hỏi người quan tâm cho có như vậy thì nó, em nghĩ nó không tùy phải là gia trưởng. Tùy tình huống đi mà có thể đưa ra một cái nhận định đó. Thôi bây giờ tiếp tục đi.